Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong cái giai đoạn số nhị. Đối với cái vườn này thì cũng làm bông bằng cái biện pháp là đầy bằng phủ. Thì đối với năm nay cái tình trạng tiến hành là đầy bằng phủ nó diễn ra rất là nhiều. Ở đây là cũng cái vườn mà nó bị rụng bông ở cái thời điểm tháng 3 âm lịch do tình trạng nắng nóng. Sau đó chúng ta tiến hành làm bông lại liền. Thì hiện tại thì cái cây nó đang trong cái tình trạng số nhị rồi. Như các bạn có thể thấy nè, cái quá trình số nhị của nó đã diễn ra rồi. Đối với cây trong cái thời điểm số nhị như thế này nha, nó sợ nhất là cái tình trạng mà nắng mưa thất thường á, tức là cái nhiệt độ môi trường nó bị biến động liên tục luôn, thì cái quá trình gất bông rụng bông nó diễn ra rất là mạnh. Trên là trong thời điểm này á, để tăng cho cái quá trình đậu trái thì các bạn tiến hành là chúng ta đi dinh dưỡng đầy đủ cho cây và đồng thời là bổ sung thêm canxi bo đầy đủ, phun bệnh định kỳ để cho quá trình đậu diễn ra được tốt hơn. Như cái trái này nó đã xanh, trái này thì nó đã đậu tương đối là tốt rồi. Trong thời điểm này để hỗ trợ cho cái quá trình đậu trái tốt thì các bạn nên tiến hành là chúng ta làm cho những cái cánh bông này nè, nó gục nó rớt ra để cho nó lòi những cái trái ra, nó thúc đẩy nhanh lên cái quá trình đậu của cái trái. Đôi khi những cái cánh mà nó ốp vào nó sẽ gây ra tình trạng là thối cánh hoặc là nấm nó tấn công, nó gây rụng rất là nhiều. Đây cái chùm này nè, nó đậu tương đối là ổn các bạn, nó xanh trái nè, tương đối là xanh trái này. Đối với cái quá trình mà đậu bông đậu trái nó cũng phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, nó cũng là hên xui các bạn. Ví dụ trong một vườn mà cái quá trình số nhị nó chia ra làm hai đợt cách nhau vài ngày, nó cũng đậu trước đậu sau nữa, đậu được hoặc không đậu được nó do cái tình trạng nắng mưa á. Ví dụ đang cái thời điểm số nhị mà nắng nóng im như thế này, vừa nắng vừa gió, nhưng mà đột nhiên cái có cơn mưa ngang nó ào ngang cái nắng lại, thì cái tớp vừa mới số nhị thì đôi khi nó bị tình trạng rụng rất là nhiều đó. Cho nên là cái vấn đề môi trường thì chúng ta khó kiểm soát rồi, tại vì năm nay cái vấn đề môi trường, nhiệt độ môi trường, điều kiện bên ngoài nó gây rụng rất là nhiều. Và chúng ta chỉ bổ sung những chất cần thiết như canxi bo hoặc là phun sâu bệnh thường xuyên định kỳ cho tốt, đi hỗ trợ tốt cho quá trình nó đậu thôi. Còn vấn đề môi trường thì chúng ta khó tác động. Thí dụ đối với cái vấn đề nắng mưa thì đối với ở khu vực Bình Dương những cái vườn trồng thì họ có áp dụng cái biện pháp là dùng che lưới nắng để hạn chế cái tình trạng nắng nóng, thì nó cũng hỗ trợ tốt cho quá trình đậu một phần. Hoặc là theo mình để ý những cái vườn nào mà có cây trồng che mát như cây tràm thì những cái vườn đó tương đối đậu là tốt đối với năm nay, tại vì nó có tình trạng cây che mát thì cái quá trình đậu nó sẽ ổn hơn. Về cái yếu tố môi trường thì chúng ta khó phòng tránh này, cho nên là chúng ta chỉ hỗ trợ những cái chất cần thiết để cho quá trình đậu diễn ra tốt hơn thôi. Đặc biệt là cái biện pháp vũ cánh bông, bạn cố gắng vũ cho những cánh bông nó rụng nó rớt ra để những cái trái nó lòi ra, nó tiếp xúc đầy đủ với phân thuốc ánh sáng thì cái quá trình đậu nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Cái quá trình liên kết giữa cái cuốn và cái trái nó diễn ra nhanh hơn, lúc đó cái quá trình đậu nó sẽ diễn ra tốt hơn thôi.
Rồi, đó là một số quay chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn nhiều video tiếp theo.